Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Đầu video mình xin chúc mọi người một ngày vui vẻ và an lành bên gia đình. Thì video bữa nay mình chia sẻ cho các bạn một tin nóng cho tất cả người Việt sống tại nước Mỹ và cũng có thể là những người đang du lịch du học tại nước Mỹ luôn. Một cái tin vui cho tất cả mọi người rằng là trong thời gian vừa qua mình có nghe một cái thông tin về vấn đề chủ của ông Facebook á. Elon Musk các bạn, không phải Elon Musk, Mark Zuckerberg đã thu kiện về vấn đề cái công ty Meta Face, tức là cái công ty Facebook của xưa đó, đã thu kiện về vấn đề ăn cắp thông tin cá nhân của những người mà sử dụng Facebook đó. Đó là cái những cái năm người ta nói là ai mà có cái account Facebook từ năm 2000 năm 2007 vào tháng 5 cho tới năm tháng 9 năm 2022, thì ai mà có cái account của Facebook đó, trong những cái thời gian đó thì các bạn có thể điền vô một cái đơn sau đây để mình lấy cái tiền bồi thường. Thì cái tiền bồi thường người ta đưa ra là 725 triệu Mỹ Kim. Thì ở nước Mỹ người ta nói rằng là có 87 triệu dân Mỹ đã bị ăn cắp thông tin cá nhân. Thì các bạn biết đó, là nước Mỹ đó, có tổng cộng là 350 triệu dân mà không phải là ai cũng xài tài khoản Facebook các bạn. Không ai có thể không ai không phải là mọi người ta đều xài tài khoản Facebook, có người có người không, nhưng mà người ta nói là tổng cộng là 87 triệu dân có tài khoản Facebook, và trong 87 triệu này đã bị cái công ty Facebook ăn cắp cái thông tin cá nhân, là bây giờ người ta thu kiện rằng người ta sẽ đền 725 triệu Mỹ Kim. Thì nếu mà các bạn nằm trong cái số người đó thì các bạn có thể bồi thường, nhưng mà ăn thua là có bao nhiêu đó, có bao nhiêu người đã điền vô cái form này. Nếu mà các bạn không điền vô form này, các bạn không thể nào lãnh tiền được. Thì cái thời gian mà hết hạn là ngày 25 tây tháng 8 các bạn. 25 tây tháng 8 năm nay là hết hạn, thì các bạn phải điền ngay lập tức. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để điền vô cái form này. Thì thời gian điền vô chỉ có 3 phút thôi. Thì đó các bạn, thì mình có thông báo cho bà con mình ở đây nè, bạn bè nữa, nói điền vô cái form đi đi thì mình có thể lãnh được cái tiền bồi thường. Người ta nói rằng là chắc có mấy đồng thôi mà có còn hơn không các bạn, tại vì bạn điền vô có 3 phút thôi, trong khi các bạn đi làm một tiếng làm 18 19 đồng một tiếng các bạn đứng phải làm không, còn này điền vô chỉ có 3 phút thôi, nhiều khi các bạn có thêm nữa, có nhiều hơn cái 100 đô nếu mà không có ai điền vô để claim cái tiền bồi thường này đó các bạn. Thì không phải là ai cũng điền vô, có rất là ít người ta biết về cái tin này các bạn. Thì ở đây mình sẽ thông báo cho mọi người ai mà sống nước Mỹ, nhất là người Việt đó. Thì nếu mà không ai muốn điền vô thì có một số người điền vô thôi, chẳng hạn như là có thể là 1 triệu hoặc là 5 triệu người điền, hoặc là 10 triệu người điền vô cái form để lấy tiền bồi thường, thì nó công ty Facebook nó sẽ đền là 725 triệu đó. Các bạn lấy cái số tiền đó, các bạn chia có số người ta điền form không. Và nếu mà bạn là một trong cái người có cái account, tài khoản account của Facebook đó, bị ăn cắp đó, thì các bạn sẽ được bồi thường thôi đó các bạn. Ok, mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước để điền vô cái form này nha. Đây là cái trang web của bạn. Các bạn thấy đọc cái tựa đề nè: Facebook user could get a piece of 725 million settlement. Đó. Thì các bạn mình sẽ post cái website này lên cho các bạn xem. Thì dưới đây nó nói nè. Đó dưới đây nè: What happened if you had a Facebook account between May 2007 and December 2022, you may be entitled to a payday. Facebook recently agreed to $725 million settlement related to privacy practices. Nó nói rằng là trong khoảng thời gian tháng 5 2007 và tháng 12 năm 2022, nếu mà các bạn có tài khoản trong khoảng thời gian này thì các bạn có thể được cái tiền bồi thường đó. Thì cách thời gian gần đây á, tức là hình như là khoảng tuần vừa rồi các bạn, mình thấy có cái thông tin này nè. Thì người ta nói rằng là cái Facebook nè chấp nhận trả 725 triệu nè đó. Đó vì vấn đề privacy các bạn, tức là ăn cắp thông tin cá nhân các bạn đó. Thì ở dưới đây các bạn, mình cho bạn xem cho vui thôi. Thì đây nè đó, 4 years ago nè, tức là khoảng từ năm 4 years ago, Facebook came under fire when it became evident that as much as 87 million users, tức là
khoảng 4 năm về trước đó, người ta thưa kiện Facebook các bạn, thì có khoảng 87 triệu dân Mỹ nữa bị những người mà xài tài khoản Facebook đó, đã bị người ta ăn cắp tài khoản cá nhân các bạn. Nó gọi là cái vấn đề gọi là Cambridge Analytica đó, Cambridge Analytica. Mình cũng nghe cái tin tức này cách đây khoảng 4 năm nha. Đó, cái vấn đề mà Data Analyst Firm Associated with the Trump Campaign, tức là dưới tổng thống Donald Trump các bạn. Những người dân Mỹ đã bị ăn cắp thông tin đó, nó ở dưới cái thời đó đó 4 năm về trước các bạn. Đó, bây giờ người ta đã đồng ý bồi thường là 725 triệu sang là mình nè. Đó. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái form nha, cái form để điền vô cái claim này. À, mình vô cái trang này, chút nữa mình sẽ post cái link này lên cái phần dưới description cho bạn xem á. Đây, thì cái đây là cái claim form đây. Đó. Submit claim form nè, đó cái này giống vậy đó. The deadline for submitting this claim form is August 25th, 2023 at 11:59 p.m. Tức là cái thời gian mà hết hạn là tính thời gian là 11 giờ 59 phút ban đêm á, tức là ngày 25 tháng 8 là hết hạn. Các bạn phải điền vô cái form nha. Thì mình kéo xuống đây cho bạn xem. Đây, bạn kéo xuống cái gì? Thì các bạn phải điền vô cái ô trống này nè. Bạn bỏ vô first name. Đó, first name đây. Ở đây first name nè. Bạn điền vô first name đây cho vô cái hộp này, last name đây. Đó. Rồi cái địa chỉ nè, bạn có một địa chỉ gì điền vô đây. Rồi cái city nè, zip code nè, còn cái tên con đường. Đó, country nè, US. Đó, US mình điền vô US. Rồi các bạn để vô cái email address nha. Email address đây. Đó, đây nè. Có sự mình điền vô của mình là email address đây, chẳng hạn gì đó. Rồi cái confirm email address cũng giống như trang này luôn nha bạn. Email address các bạn bỏ vô, rồi cái confirm email address các bạn bỏ giống như trang này luôn, hai cái giống nhau luôn. Đó, các bạn bỏ cái số điện thoại nha. Đó. Rồi các bạn xuống đây nó hỏi nè. Cái detail nè. Did you reside in the United States at any time between May 24, 2007 and December 22, 2022 is inclusive. Tức là trong cái khoảng thời gian mà từ tháng 5 24 đi tháng 5 2007 và 2022, các bạn có phải ở ở nước Mỹ hay không? Đó, các bạn điền vô dễ say yes. Đó, nếu mà các bạn ở nước Mỹ thì để yes vô. Rồi câu hỏi kế tiếp nè. Were you a Facebook user at any time between May 24, 2007 and December 22? Đó, 2022. Ok. Tức là nó hỏi các bạn là bạn có phải là cái một cái người mà sử dụng cái account Facebook á trong cái khoảng thời gian này, thì các bạn phải điền vô là yes. Đó. Rồi các bạn xuống đây tiếp nè, các bạn mà các bạn đã delete cái account mình rồi á, thì các bạn phải bỏ bỏ cái ngày vô, cái ngày mà bạn sử dụng bắt đầu mở cái account Facebook á, thì cái ngày và cái ngày cuối cùng. Nhưng mà nếu mà các bạn còn cái account thì các bạn không phải điền vô này. Đó. Mà nếu mà thì mình nói lại nha, nếu mà các bạn đã delete cái tài khoản này rồi á, delete rồi á, thì các bạn cũng phải điền vô cái ngày mà các bạn mở tài khoản, rồi cái ngày mà các bạn đóng tài khoản đó. Rồi dưới đây kế đây là các bạn phải bỏ vô cái địa chỉ email của bạn vô nha, giống như cái nãy đó, hai cái giống nhau nha các bạn. Đó, rồi cái này là đó. Rồi cái phone number này cũng giống như trang này luôn. Các bạn phải bỏ vô đúng nha. Rồi cái username nè, cái tài khoản Facebook của bạn nó có cái username á, các bạn phải bỏ vô đúng nha. Các bạn không bỏ vô đúng là nó không có verify đâu. Xong rồi. Nếu mà thì các bạn có bỏ cái username đây, tức là cái tên tài khoản của bạn đó. Rồi dưới đây các bạn muốn 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 họ trả tiền bằng cái phương pháp nào, các bạn có phải mở cái bỏ vô cái Mastercard hoặc là PayPal hoặc là Venmo hoặc là Direct Deposit hay là Zelle. Zelle này mình không biết không, thì của mình đó, thì mình chọn cái này, mình chọn là get a prepaid Mastercard, tức là mình bỏ vô cái bắt nó gửi cái bill về, mình click vô đây không. Khi mình click vô đây á, thì mình nói nó PayPal payment information, thì mình bỏ cái địa chỉ email mình vô, xong rồi mình click next, xong rồi mình chọn cái bill, mình chọn cái bill à, mình yêu cầu nó gửi cái bill về cho mình. Nó không phải cái bill cái tấm check á đó. Đó, nó gọi là paper
Apple Mastercard bạn, tức là cái tính chất hay là cái một cái card mà có nó có cái giá tiền bao nhiêu bạn. Mình không muốn họ bỏ vô PayPal, mình không có cái tài khoản PayPal, nhưng mà mình có cái Mastercard, nhưng mà mình không muốn họ biết cái thông tin của mình, cho nên mình biểu họ gửi cho mình cái tấm check thôi đó, mình ghi vô đây. Còn nếu mà các bạn không thích thì bạn bỏ vô cái user direct deposit, tức là bỏ vô thẳng vô cái khoản tài khoản account mình của bạn luôn, tài khoản nhà băng á, mà mình thích làm vậy. Ok các bạn, rồi sau khi mà các bạn điền xong hết rồi á, rồi các bạn submit đó, các bạn ký tên đây nè, không rồi các bạn đề ngày vô, rồi các bạn submit đó. Ok bạn, sau khi các bạn submit xong rồi á thì họ sẽ gửi email cho bạn, và họ cho bạn một sau khi các bạn submit xong đó, nó sẽ ra một cái trang khác, mà cái trang khác đó, nói là rằng là bà cái account clear file, cái account mà bạn đã điền vô đó, nó đã được confirmation, tức là nó cho bạn cái số confirmation, các bạn cái in cái tờ ra khoảng 2 tờ thôi. Và sau đây mình sẽ cho các bạn xem cái mình đã làm rồi, mình có 2 tờ luôn. Ok các bạn. Đó, thì chút nữa mình sẽ bỏ 2 cái phần này lên cái phần description nha. Ok bạn, đây là 2 tờ giấy mình đã in ra các bạn. Đây, 2 tờ nha. Thì sau khi các bạn submit xong á, thì nó sẽ cho các bạn 2 tờ giấy này để cho biết rằng là cái hồ sơ của bạn đã được submit successfully. Đó, thì có một số người đó nói rằng là làm đó làm chi để được, nhiều khi được có 1 2 đồng nữa, mình nói không phải vậy, tiền bạc thì không nói gì, nhưng mà mình muốn biết á, rằng là Facebook á, có ăn cắp cái thông tin của mình bán cho những người khác hay không, đó là cái mình muốn biết, không nếu mà mình không có được có tiền á, mình không có được bồi thường á, tức là thông tin cá nhân của mình không bị ăn cắp đó. Đó là lý do tại sao mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Và nếu mà thông tin cá nhân của mình bị ăn cắp á, thì họ sẽ bồi thường bao nhiêu mình không biết nha, có khi là mấy trăm hoặc là mấy đồng, thì ăn thua người ta có điền vô cái form hay không, hay là không ai muốn làm á đó các bạn, thì có còn hơn không. Với lại mình biết luôn cái phần mà họ ăn cắp, có ăn cắp thông tin của mình hay không. Thì được một thời gian gần đây khoảng năm các bạn, năm ngoái mình có nhận được những cái warning của Facebook á, tài khoản Facebook á, nói rằng là có người muốn attack cái account mình 2 lần vậy đó. Mình phải lúc đó là mình phải xóa bỏ những cái số mật mã đó, xóa bỏ đi, mình làm cái khác, rồi mình bỏ vô 2 tầng lần hai, tức là two layer đó, two layer confirmation các bạn. Nếu mà mình bị mất cái này á, thì muốn vô tài khoản của mình phải vô cái phải báo cho cái điện thoại mình biết trước, xong rồi người ta cho mình cái code mình mới vô được cái tài khoản của mình thôi. Đó là cái bảo vệ cho cái account của mình được chặt chẽ, không nếu mình không làm á, thì người ta ăn cắp tài khoản của mình, ta muốn vô người ta ăn là muốn làm gì đâu được đâu, ăn cắp thông tin của cá nhân của mình đó. Đó, năm ngoái mình bị như vậy đó, cho nên mình nói ủa sao tại sao cái tài khoản Facebook của tôi cũng bị người ta ăn cắp, người ta muốn rình rình, người ta muốn vô người ta lấy cái thông tin của mình đó, ta vô người ta muốn hack cái account của mình, nhưng mà tôi chưa hack được, thì Facebook nó thông báo cho mình biết là có người muốn hack cái account của mình đó. Thì cái này là thông tin tốt cho mọi người, các bạn có thể điền vô. Rồi nếu mà họ không có đền, tức là thông tin cá nhân của bạn không bị ăn cắp đó các bạn, thì thời gian điền vô chỉ có 3 phút thôi, chứ không có mất thì nhiều thời gian đâu. Ok bạn, Chị Lê xin chấm dứt cái video này đây nha. Các bạn thấy video này hút, hãy chia sẻ, nhấn nút like ủng hộ kênh của Chị Lê. Chị Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn, và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV xin gặp lại, bye bye.